Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Tìm Việc 365. Mình là Hương. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn nhắc tới đó chính là lĩnh vực thời trang cao cấp. Nhắc tới những thương hiệu thời trang xa xỉ thì không thể nào bỏ qua Hermès, thương hiệu được cả thế giới ưa chuộng. Đặc biệt là những chiếc túi xách của Hermès khiến cho hàng triệu phụ nữ điên đảo mặc dù chúng sở hữu mức giá trên trời. Hermès là một nhà mốt có nguồn gốc vững chắc, phong phú và sự xa xỉ trong phong cách. Điểm khởi đầu khiêm tốn với những chiếc trang phục cưỡi ngựa dần dần là những chiếc túi xách đẳng cấp và những phụ kiện xa xỉ. Hermès đã đi một chặng đường dài trong sự phát triển của mình và dần dần trở thành thương hiệu cao cấp hàng đầu trên thế giới. Nhắc tới những thương hiệu Hermès thì chắc chắn sẽ nhớ tới những phụ kiện hàng đầu mà khiến cho bao nhiêu người mong ước. Tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu này nhé. Thời trang của thương hiệu Hermès khiến cho hàng triệu phụ nữ phải điên đảo bởi phong cách thời trang cao cấp cũng như là xa xỉ của nó. Để có được vị thế như ngày hôm nay thì thương hiệu Hermès đã trải qua một chặng đường dài. Cùng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của thương hiệu này nhé. Hermès Paris hay còn gọi là Hermès là một nhãn hiệu thời trang cao cấp có lịch sử lâu đời gần 200 năm. Cụ thể vào năm 1837 thì một người thợ tiên ngựa và cũng như làm dây cương bằng da, người Pháp tên là Therese Hermès đã xây dựng và xưởng phát triển xưởng da của mình trở thành một thương hiệu chuyên cung cấp những sản phẩm bằng da xa xỉ, được nhiều người nổi tiếng và giàu có biết đến. Họ cực kỳ là ưa chuộng những sản phẩm của thương hiệu Hermès với logo hình chữ H và hình ảnh đại diện là một người Đức đang lái cỗ xe ngựa. Therese Hermès sinh năm 1801 tại Kaffel, Đức và mất năm 1878. Ông có cha là người Pháp, mẹ là người Đức. Gia đình của Therese Hermès chuyển đến Pháp vào năm 1828 mà mãi đến năm 1837 thì chính thức thương hiệu Hermès được ra đời tại Paris. Ông đã làm những sản phẩm bằng yên ngựa và dây cương bằng da để chuyên buôn bán sản xuất. Nhưng chính sản phẩm này đã khiến cho ông đạt được những danh hiệu cực kỳ là danh tiếng vào năm 1855 và đồng thời là nhận được huy chương vàng hạng nhất vào năm 1867 tại triển lãm Unilever tại Paris. Con trai Hermès là Charles Emily Hermès, sinh năm 1835, mất năm 1919, được trao quyền quản lý từ cha của mình và sau đó chuyển cửa hàng đến 1880-24 Rue du Faubourg Saint-Honoré. Địa điểm này ngày nay vẫn được sử dụng dùng để cho các nhà lãnh đạo giới thiệu sản phẩm và bán lẻ yên ngựa với những sản phẩm cao cấp cầu kỳ trong nguyên liệu, tỉ mỉ trong khâu sản xuất. Công ty chuyên phục vụ các tầng lớp được coi là tinh hoa nhất trên thế giới. Năm 1900 thì Hermès sản xuất túi On a Cartouche. Đây là một thiết kế đặc biệt kết nối người lái với yên xe. Được khởi nghiệp từ năm 1837 nhưng hãng chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ giới quý tộc cưỡi ngựa cho đến cuối thế kỷ thứ 19 thì thương hiệu Hermès mới bắt đầu sản xuất các loại túi da, ví da rồi đến tận cuối thế kỷ thứ 20 mới khiến cho cả thế giới thời trang sôi sục với những thắt lưng da, kính mắt, trang sức và thời trang, nước hoa. Kể từ khi thành lập cho tới nay thì có tới 5 thế hệ của dòng họ Hermès quản lý và phát triển công ty nhưng đều có chung niềm đam mê xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang nổi tiếng này. Năm thế hệ đi chung một con đường, hướng về cùng một hướng, cùng tuân thủ nguyên tắc, hành động cùng tiêu chí và gần như trong giới thời trang này, chỉ có Hermès mới có thể làm được như vậy. Các sản phẩm của Hermès đều được bán với giá trên trời, có những chiếc túi trông không có gì quá đặc biệt nhưng lại được bán với giá nửa tỷ đồng. Và có bao giờ thắc mắc là tại sao thương hiệu này vẫn có thể phát triển và tồn tại như hiện nay hay không? Bí quyết thành công của Hermès nằm ở những chất lượng sản phẩm, sự độc đáo và tài hoa. Mỗi sản phẩm đều được làm thủ công hoàn toàn, như chiếc túi xách, dây lưng da, kính mắt, ngay từ công đoạn sản xuất cho tới khi hoàn thiện đều phải trải qua rất nhiều khâu sản xuất tỉ mỉ và đặc biệt được thực hiện bởi một thợ thủ công duy nhất và họ là những thợ thủ công có tay nghề bậc nhất trên thế giới.
Các sản phẩm của Hermès đều quan trọng vào chất lượng sản phẩm, từ chất liệu da cao cấp cho tới những công đoạn sản xuất cực kỳ là tỉ mỉ. Để có được sự thành công như ngày hôm nay thì Hermès có bí quyết làm thủ công lâu đời. Khi mà bạn mua sản phẩm của Hermès thì chính là bạn bỏ tiền ra để mua những sự tài hoa cũng như là thời gian vàng bạc của những thợ thủ công đó. Các mặt hàng túi xách, dây thắt lưng, ví da, giày dép, nước hoa, quần áo của Hermès đều được sản xuất từ Pháp, từ công đoạn thiết kế mẫu mã, lựa chọn chất liệu, thợ thủ công, ngày cho ra mắt sản phẩm đều được tính toán một cách hoàn hảo nhất. Nhà thiết kế sẽ lên ý tưởng tạo ra những sản phẩm vừa độc lạ và phù hợp với xu hướng thời trang trên thế giới. Sau đó công đoạn chuẩn bị, lựa chọn các chất liệu cao cấp phù hợp nhất với mẫu thiết kế. Cuối cùng, người thợ thủ công sẽ cắt may hoàn thiện sản phẩm như mẫu ban đầu. Thông thường, túi xách của Hermès là sản phẩm được đầu tư nhiều về thời gian và công sức. Mỗi siêu phẩm túi xách ra đời đều được đạt vẻ đẹp hoàn hảo, tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Vì vậy, giá cả đắt đỏ nhưng vẫn được khách săn lùng. Chính những dòng phụ kiện bằng da đã tạo nên tên tuổi của thương hiệu Hermès. Các sản phẩm đều được thiết kế với vẻ ngoài sang trọng và xa xỉ, đặc biệt là được thủ công hoàn toàn và tỉ mỉ nhiều giờ đồng hồ. Tất đương nhiên là những thợ thủ công của Hermès đều là những người có tay nghề cao và là chuyên gia trong lĩnh vực thời trang. Thương hiệu Hermès Paris được đánh giá là nơi sản xuất ra những chiếc túi xách, thắt lưng với chất liệu cao cấp xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Mỗi một sản phẩm đều được chọn lựa kỹ lưỡng về chất lượng tạo thành. Điển hình như là chiếc túi xách của Hermès hầu như đều được làm từ da đà điểu, da cá sấu. Đặc biệt là chiếc túi xách Hermès Birkin được làm bằng da cá sấu bạch tạng quý hiếm với số lượng giới hạn với mức giá đắt đỏ bậc nhất hiện nay. Thương hiệu Hermès bán các sản phẩm với giá trên trời nhưng vẫn được đông đảo các khách hàng trên thế giới lựa chọn. Mỗi một sản phẩm túi xách, thắt lưng, kính mắt, nước hoa của Hermès đều được có sức mua nhanh chóng. Mọi người đều săn đón những sản phẩm của Hermès để mua được và sở hữu được, đặc biệt như là chiếc túi xách Hermès Birkin được ưa chuộng nhất hiện nay. Khi muốn sở hữu sản phẩm này thì mọi người phải đặt trước hàng tháng trời, thậm chí là phải canh trước thời điểm ra mắt trên thị trường thì mới có thể sở hữu được. Hermès cũng nổi tiếng là thương hiệu ra đời tại Pháp với các dòng sản phẩm thắt lưng xa xỉ. Các mẫu thắt lưng của Hermès nổi tiếng với phần dây da được làm từ da đà điểu, da cá sấu, vẫn giữ nguyên được vân da và màu sắc tự nhiên khi cho ra thành sản phẩm. Đặc biệt, phần mặt khóa của dây thắt lưng Hermès được chế tạo những chất liệu quý, mạ bạc, vàng, mạ kim cương. Nhiều mẫu lưng cao cấp có giá tới vài trăm triệu đồng. Pháp được mệnh danh là thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Phân khúc khách hàng của Hermès hướng tới là những tầng lớp trung lưu, thượng lưu, những người giàu có và dư giả về tiền bạc. Bởi mỗi sản phẩm như thắt lưng, túi xách, lọ nước hoa đều có giá cao, trung bình từ vài triệu đến vài trăm triệu. Chỉ những khách hàng có thu nhập cao, ổn định mới có khả năng tài chính sở hữu những món sản phẩm thương hiệu Hermès. Điển hình trên thế giới, các siêu phẩm của Hermès được các ngôi sao điện ảnh thế giới, nghệ sĩ, ngôi sao bóng đá và các doanh nhân thành đạt sở hữu. Ví dụ như các ngôi sao lớn như Victoria Beckham, Britney Spears, Grace Kelly đều là khách hàng thân thiết của Hermès, sở hữu các sản phẩm xa xỉ, khiến họ cảm thấy sang trọng, quý phái và đẳng cấp hơn trước mặt công chúng. Nhắc đến sự thành công của thương hiệu Hermès thì không thể nào bỏ qua được hai nhân vật điện ảnh nổi tiếng Grace Kelly và James Birkin. Những dòng sản phẩm túi xách mang tên hai người phụ nữ nổi tiếng này đã tạo tiền đề cho thương hiệu Hermès đi vào thế giới tiêu dùng hàng cao cấp xa xỉ bậc nhất trên thế giới, giúp thương hiệu Hermès ngày càng mở rộng thị trường, phát triển ra những sản phẩm khác như túi xách cao cấp như là thắt lưng, kính mắt và nước hoa. Sự ra đời của Hermès Kelly và Hermès Birkin là điều thú vị nhất trong lịch sử hình thành của thương hiệu Hermès. Tất cả những người phụ nữ trên thế giới đều ao ước có được những dòng túi xách này. Chúng được hoàn toàn làm từ da động vật quý hiếm và thời gian và công sức tạo nên cực kỳ là kỳ công bởi những thợ thủ công tinh hoa nhất. Vì vậy đây được coi là dòng sản phẩm quý hiếm nhất của thương hiệu Hermès. Cho dù là ai, người nổi tiếng hay chỉ là một người bình thường, nếu muốn đặt một dòng túi Birkin đều phải đăng ký với hãng trước đó từ 1 đến 2 năm. Giá trung bình khiến cho người ta phải giật mình, chiếc túi rẻ nhất là 5.000 đô và đắt nhất là 140.000 đô, từng được bán vào năm 2007. Ngày nay, có một loại túi rách thuộc dòng Birkin khiến hàng triệu phụ nữ khao khát nhưng không phải có tiền là mua được chúng. Đó chính là Hermès Himalayan Crocodile Birkin. Điều đặc biệt, bạn phải là khách hàng VIP của Hermès và phải đặt trước vài tháng hoặc vài năm mới chạm tay vào siêu phẩm này. Hermès Himalayan Crocodile
Perkin là loại túi sách thuộc dòng cực kỳ hiếm của Hermes, được làm từ da cá sấu Bạch Tạng, trải qua quy trình chế tác tỉ mỉ mất nhiều thời gian. Mỗi chiếc túi sách đều không giống nhau, nhưng chúng được coi là độc nhất vô nhị. Sở hữu chiếc túi ngay trong tay, bạn thực sự giàu có và quyền lực. Có thể nói, từ một cửa hiệu sản xuất đồ da nhỏ bé mà Hermes có thể xây dựng phát triển thành một công ty toàn cầu và được biết đến là thương hiệu tốt nhất trong mọi thời đại. Dựa trên triết lý kinh doanh kiên định ngay từ đầu, lấy chất lượng sản phẩm làm kim chỉ nam phát triển trong suốt gần 200 năm qua. Qua những thông tin mình vừa đề cập bên trên thì các bạn đã phần nào hiểu thêm về lịch sử hình thành của thương hiệu thời trang cao cấp Hermes. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy tiếp tục like, share và subscribe cho channel của mình được 365 để nhận thông báo về những video tiếp theo. Còn xin chào và hẹn gặp lại!